ở trong cái chuyên để nhân hình thành. Có quá nhiều thứ phàm phu định dành cho cái lực trời phong phú định dành. Nó thi nhau cạnh tranh mà tu thịnh hành, đúng cái thời cơ quỷ bạn chiêu binh. Sao cái trận thế ngày càng yêu tinh, xin suy dục vọng kẻ hàng điêu hoa. Đến khi mà ngã xuống lại đòi siêu linh, mang con mắt tù nào Phật giả giả, thật quả lẫn lộn Phật Phật ma ma. Đừng có phải chán chường khi nhận khổ ải, đâu có dễ dãi trong hạnh đầu đà. Dù chuyện mọc lên như là quán xá, nhang đèn cũng dường đêm ngày bông hoa. Miệng thì niệm Phật trong lòng ác bá, tao mặc áo cà sa nhận đầy công quả. Ai có chút ánh sáng đến trong bóng tối dáng ông thầy tu, bước chân tập phán bên trong án khói tiếng tâm nghề luôn. Thích tâm thế thái nhưng phong thế đó vẫn không hề luôn. Không có được phán, không có được giấu, không có được kiếm tiền để yêu. Trong cái thời thế, đây cái thời tối, mấy cái điều kém thần quỷ yêu. Có cái gì đúng, có cái gì đáng, có cái gì đủ gọi là chỉ tiêu. Mình chơi đi là tính, để tính thì dùng thứ ở tư duy này cuối nhất rồi cũng thiếu. Nổi bao kẻ khi tâm chỉ tham, đồ mừng cái cõi Phật qua mắt đại chúng. Người thì lại cúng đông đúc hỷ hoan, kẻ thì ngồi cao sơn hào vị quý. Người thì vứt bỏ bạc tiền tu tâm, đâu cần giá tài tránh giành vị trí. Không chùa không tự không nhà du tăng. Có chút ánh sáng đến trong bóng tối dáng ông thầy tu, bước chân tập thoáng bên trong án khói tiếng tâm nghề luôn. Tích tâm thế thái nhưng phong thế đó vẫn không hề luôn.
sống trong đồng tiền dù cao sang khắp trong vùng miền, mà mày luôn đi hơn thua lấy cái danh dùng quyền. Thôi bây giờ mày quên cố gắng đi, làm một bài nhạc thật là đáng ghi, vuốt hết nước mắt khi đã gán mì, quyết làm những thứ mà mày đã dám nghĩ. Let's go của tao đã cố mà chống chọi đổi lấy cơ đồ chứ không phải tàn cho. Thằng đầu đàn với công không ngại khó để cho anh em có thể ngồi bàn to. Huy hoàng chân tao lướt nhẹ trên đồng cỏ, bạn sự tùy duyên mà kể không cần lo. Muốn ngồi viết nhạc ở mình trong phòng nhỏ, tóm lại là không có thích chuyện vòng vo. Khi mình quá thân nhau quên đã mình chết duyên xong cùng nhau mới đồng địa bàn. Nhưng mà lòng tao lại càng tiêu, dán sơn hiệp trở nên tập phục hàng yêu. Nam nhi chí lớn tao là đấng phong lưu, anh em ta kết nghĩa đều là đại trường phu. Danh tao ghi trong kỳ thư, tay vòng đeo hình tùy hư, linh vật thờ là con quỷ dữ, sống không ngại thiên địa hư. Danh tao ghi trong kỳ thư, tay vòng đeo hình tùy hư, linh vật thờ là con quỷ dữ. Ta sẵn ngang đời này dứt gió dông anh hùng ta.
quan nhị ca bên tay trái, ơn mẹ cha bên tay phải, hổ tung hoành đằng sau lưng, chép hoa rồng ở dưới chân. Gia đình vẫn luôn là điều duy nhất nên family nằm trên ngực. Vài thằng anh em cũng vừa đi mất nên trên hai vai lại thêm mực. Đừng nhìn vẻ ngoài mà bắt hình giống, nói người ta xấu mà xem lại mình có chắc mình không. Đừng nhìn cuộc đời qua bức bình phong, giá trị con người nó nằm ở ngay cái cách mình sống. Thêm con mắt đằng sau gáy, muốn chơi xấu tao cũng chứ tao thấy. Không gian dối không tham lam vì không muốn người ở trên cao thấy. Thà khẩu xa tâm Phật còn hơn bao kẻ không Phật tâm xa. Con quỷ trong lòng đáng sợ hơn là con quỷ đang nằm trên giá. Cổ nhân có câu, trong đèn có trắng, trong thua có thắng, trong thiện có tà. Mà lòng người Phật Phật ma ma, thật thật giả giả nên nhìn khó ra. Người thì không hay lời ngon tiếng ngọt, nhưng vì người khác lao lực lao tâm. Người thì quanh năm thành tâm hướng Phật, dưng bụng giả chứa một bộ dao găm. Hỏa hổ hỏa bì nan hỏa cốt, tri nhân tri diện bất kỳ tâm. Người khôn thích giả làm người dốt, người ngu thích tỏ vẻ cao thâm. Người càng có nhiều thì càng khiêm tốn, kẻ chẳng có gì là thích khoe khoang. Lời càng mỹ miều là lời gian dối, vốn dĩ lẽ đời mặn đắng khô khan. Trời cho đôi mắt để nhìn thấy, cho đôi tai để lắng nghe. Đừng đặt quá nhiều sự tin cậy, dù cho đó chỉ là cái thắng xe. Phải thật bình tĩnh cho mọi tình huống, đặt câu hỏi cho mọi vấn đề. Phải dùng bản lĩnh làm điều mình muốn, mặc kệ người khen người chê. Đừng vì đồng tiền mà làm mình hèn nhục chiến hùng. Gươm đau tôi dắt chân dài đã bao nhiêu năm sống trong giang hồ mà. Đừng vì lời danh mà mày thù hằn mang đến em. Thì đau tôi dắt chân dài sẽ có ghi tên mày trong đó. Đừng vì đồng tiền mà làm mình hèn nhục chiến hùng. Gươm đau tôi dắt chân dài đã bao nhiêu năm sống trong giang hồ mà. Đừng vì lời danh mà mày thù hằn mang đến em. Thì đau tôi dắt chân dài sẽ có ghi tên mày trong đó. Nghiêng lên trời bay theo con đường cùng bạn. Quanh nghĩa khí một thời vang, không thấy đời sang bắt quan làm họ mà ta chọn nên chiến với đời gian. Hiểm nguy ta mang nơi trước ngõ, khi cái thù la liếm vẫn đợi căng. Hiên ngang ta bước như có thể lúc nhỏ quyết tâm lòng sạch hết những mã lời danh. Sống đời xô ngã thì ai nâng, lúc cần anh em đều có sẵn. Trời do tồn tại đi lại bằng hai chân thì không nên hành xử kiểu bốn cẳng. Anh em đồng chiến gặp người ta cùng tiến, dịp đi bò hồn phiến khi người đời u mê lắm lúc khó khăn. Mà thằng chung cùng nguyến là cái ta cùng liếng mà khi người đáng chế. Giang hồ dậy sống là quyền gây. Tài cũng như tao nè, đâu có mấy gì thích, nhưng mà do cái xấu khẩu nên tôi cố tồn tại.
ngồi xem hoài. Ghiếc còn quen mấy cái cảnh như phim truyện. Có thằng bạn biệt danh là Bồi Đen giang hồ cũng chắc là do si đã viêm nhiễm. Để tao quyết tâm đi, xin gan còn không đừng cái bạch xích quát. Mấy thằng công tử ngon lành đừng cái miệng có tiền chứ cái gan của nó thì chút ác. Tao chỉ ước mình mua được con xa chia mà mình mấy lần má đúng rác. Chỉ muốn xong chuyện tối đi lên bar chơi nhưng mà say lầy còn chặt người ta mấy nhát. Dân chơi mà lỡ gọi nó có chút cái bàn án. Cũng may là vụ đó không chết người nên cải tạo năm trời đầu cũng 7 tháng à. Không khoe tao chỉ kể cho vui và tao mong tụi mày phải làm giàu. Sống phải nhất cha và nhìn mẹ con cái đường chủ nghĩa phải đặt lên hàng đầu. Đừng vì đồng tiền mà làm mình hèn chiến hùng. Gom đau tôi chắc chân dài đã bao nhiêu năm sống trong giang hồ mà. Đừng vì lời danh mà mày thù hằn mang đến em. Thì đâu tôi chắc chân dài sẽ có ghi tên mày trong đó. Còn đó trò chơi hay là chơi cho chiều nay ngày lòng đại coi như lọ.
Chết từ đời nào rồi. Gọi mấy ông anh ở Macau vì chuyến
hàng đêm nay của tên tàu, mở tiệc lớn tại nhà hàng năm sau để tiếp đón mấy thằng em đồng lào. Không cần biết bị buôn bán ra sao, anh em tao bao thị trường Macau. Nếu ăn kia mày đến một tàu ba, còn cả giá thì thôi mà xa nhau. Anh em tao đến từ đồng lào mà ở Macau cuộc sống bao hồng. Mấy thằng lớn nói chơi không vào, mày sống chúng ta vung vai mày cao nồng. Ở đây đây không có sự công bằng, cuộc đời tao bao năm lắm hồng trần, luôn sẵn sàng ở chế độ săn đồng và bật lại rồi lấy sự công bằng. Ngồi bàn lớn nói chuyện với quan to, cụ ngang ly thì mày hơi to gan. Cần vip thì để tôi sang cho, đồ lợi nhất thì có thì so ngang. Không có sự để chọn cho mày đâu, tao không rảnh để tiếp con này đâu. Cũng không muốn phải đè đầu một ai, cứ bảy ba thì chúng mới về lâu. Chạy con xe một vòng hoa cao, kể mày nghe cuộc đời anh em tao. Lúc trước đầu đường xó chợ và xuất hiện cái chỗ đâu có nợ, là thằng nhóc sẵn sàng khát máu buổi cơm chiều để đổi lấy bát cháo. Ôm hàng cắm lăng biển dứt biên, chỉ mong sao chuyến này đổi được tiền. Những hình xăm mờ mắt ở trên da, đồng đạp mây quấn hết cả ba bên. Chúc ăn tình làm sao mà tao quên, đất ma cao và nhớ hết tên tao. Tao ra xe trước mặt ông Cang để ông thấy các con chốt sang sông. Bao lần cay đắng nhưng vẫn không than, vì miếng cơm lao lý nó vẫn không màng. Chiến trường nào khốc liệt, môi trường nào khắc nghiệt, trả giá cho bao lần thua biến tao trở thành một tượng đài bất diệt. Cuộc sống hàng ngày với kẻ độc tài, không bao giờ cho thằng nào bắt bài. Nhưng lại yêu thức bi hài, gặp lấy xe tôi cho mày tát bài. Anh em tao ma cao, yeah, dân chơi không ba hoa. Còn nguyên khu trong đêm lâu mày gặp biến khi tên xa khá. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tao chiến được tiên. Anh em tao ma cao, yeah, dân chơi không ba hoa. Còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến khi tên xa khá. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh rồi tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tao chiến được tiên. Quay từ nhỏ hiểu gõ đời chanh chua, bao lần nhanh thua phải đương đầu. Liền đến cái lúc thành ganh ma, thằng mọc đánh ra đủ muôn màu. Dặn mấy đứa nhỏ phải thương nhau, bởi vì với tao nghĩa đi đầu. Và chuyện tiền bạc là thứ đi sâu, không nên đổ máu vì những mưu cầu gốc dân đen. Cai quản ganh giới đất phân lên, thằng nào lên thoáng chén cơm người khác thì chuyện nát thóc rất thân quen. Quan trọng nghĩa khí tiếng anh em, mà cao đèn sáng suốt quanh đêm. Lỗ tai sổ kém tăng hình gây cốc thắt lưng toán súng đứng canh xem. Em gái mặt em cho mày chán, nếu như mày chán gan gan thích chơi sang nó đưa mọi bán ba em. Nếu không thì sống thua thì sắp bất sang bang. Đó là chưa kể về chuyện ăn gian, phải lấy bàn tay đổi mấy căn vàng. Rõ ràng khi mày ăn quen đất casino này chẳng an toàn. Nơi đây không nghe triết lý, muốn luồn lách thì phải biết ý. Nói thẳng ra tiền là thiết yếu, lo lót an nguy trên từng bước đi. Quay đi, đi, đi theo tao vào đây. Hey, đi, đi, đi theo tao vào đây. Hey, chi, chi, chi nguyên bao tiền ga. Giờ không ai chuyện ta, chắc trời mà cao là đây. Anh em tao mà cao, yeah, dân chơi không bà hoa. Còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến thư tên xa khá. Lần lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu điều đỉnh cực tim. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Anh em tao mà cao, yeah, dân chơi không bà hoa. Còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến thư tên xa khá. Lần lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu điều đỉnh cực tim. Có thằng anh của tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Yeah.
đẹp kết thúc đất kia sống trên trời mỏi yên như mơ mơ được cặp vô bến em kèo người ăn bún xào mới không âu lo ở đây có bưởi nóng hay bưởi lạnh cũng đều to to anh thích loại bưởi nào ta cũng nhường hết cần gì so ra thì nhà xưa qua pha hậu giang nay có cầu cống bắc dòng đồng giang về Cần Thơ đất chật người đông còn dạ nhưng với mỹ nữ thì lắm người mà hồng giang Yeah.
tâm tập đêm tập đêm và gần gần cảnh đẹp nơi đây và tôi mắt thấy nên người phương Tây đã chụp hình không khí ánh nắng như cực hình gió lại đang treo trên lưng mình những lúc phải tính bộ não của tao kết cấu y như được lập trình mấy thằng chó tụi mày thì không biết đồng bằng cửu long là gì mày không biết chạy nổi quê tao là gì mày không biết những con người luôn sống thì không biết tất cả nỗ lực để kiếm miếng ăn mua rồi bán nhà thằng em tao ở sâu trong miệt vườn đèn đường không có thì cuộc đời nó vẫn chưa được sáng.